Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 19 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin không gãi ngứa được Lê Thành Hải, Nguyễn Văn Nên lại chút giận lên Lê Chí Thành. Ông Nguyễn Văn Nên có được chức bí thư thành ủy đầy quyền lực là nhờ ông Nguyễn Phú Trọng muốn ông Nên phải giúp ông ta tháo gỡ cái gai lớn thứ nhì tại Việt Nam này. Mới về, ông Nguyễn Văn Nên đã cho tóm tất thành cang, làm nhiều người nghĩ ông Nên có thể tiến đến cửa nhà Lê Thành Hải tới nơi. Tuy nhiên, đến bây giờ đã 4 tháng trôi qua mà sợi lông chân của Lê Thanh Hải cũng không thể được dụng. Để dồn lực bắt Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Nên đã gác chuyện ứng cử đại biểu Quốc hội sang bên để toàn tâm toàn ý cho việc bắt giữ bố già Lê Thanh Hải. Nhưng cho đến giờ vẫn chưa thấy có gì khác. Việc bắt Lê Thanh Hải không hề dễ dàng như một số người đã nghĩ, và bắt Lê Chí Thành thì lại dễ hơn. Lê Chí Thành chỉ là một sĩ quan công an rất nhỏ nhòi. Anh ta cũng như nhiều nhà bất đồng chính kiến khác đã can đảm nói lên sự thật. Về thực lực thì Lê Chí Thành không hề có vây cánh để che tờ. Anh ta đơn thân độc mã như bao nhà bất đồng chính kiến khác. Việc bắt Lê Chí Thành là điều ai cũng có thể đoán trước được. Và chắc chắn Nguyễn Văn Nên cho bắt cựu đại úy công an là việc dễ như lượm đồ trong túi vậy. Việc bắt một con người không có khả năng kháng cự như Lê Chí Thành rồi sau đó đổ chồng thêm tội lên đầu anh ta là một việc làm không mang tính thực thi công lý mà mang tính chất trả thù hay chút giận thì đúng hơn. Đây là hình ảnh dường như bất lực trước Lê Thanh Hải nhưng lại mạnh tay với Lê Chí Thành. Xem ra Nguyễn Văn Nên không phải là người có năng lực. Lê Chí Thành thừa can đảm nhưng thiếu khả năng chống đỡ. Ngược lại, tập đoàn Lê Thanh Hải thì thiếu can đảm nhưng thừa khả năng chống đỡ. Vì vậy, ông Nguyễn Văn Nên nếu muốn thể hiện năng lực của ông thì cho công an thành phố Hồ Chí Minh bắt Lê Thanh Hải về quy án thay vì điều động cả một phó giám đốc công an đầy quyền lực để bắt một ông Lê Chí Thành nhỏ bé. Qua hành động này, ông Nguyễn Văn Nên đang mất dần điểm trong mắt của người dân. Và buộc thêm tội vào cựu đại úy công an Lê Chí Thành là điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm. Vào ngày 18 tháng 4, trên tờ báo Việt Nam Express có bài viết Lê Chí Thành bị xem xét thêm tội. Được biết là người được giao xử lý Lê Chí Thành là Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn. Một Lê Chí Thành nhỏ nhoi mà Nguyễn Văn Nên đã cử một Phó Giám đốc Công an đánh án thì không tương xứng chút nào. Đáng lẽ những con người này cần phải được trưng dụng cho vấn đề lớn hơn, nhưng cuối cùng lại dùng ông Phó Giám đốc Công an vào một vụ sự nhỏ. Được biết Lê Chí Thành cũng đã phát rất nhiều video trên YouTube, và ông đang bị xem xét xử lý về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Ngoài tội danh vừa bị khởi tố, vào sáng ngày 18 tháng 4, ông Đinh Thanh Nhàn sáng nay cũng nhắc đến vụ án Lê Chí Thành trong buổi họp báo. Lê Chí Thành, 38 tuổi, nguyên đại úy công an trại giam Z30D tại Thủ Đức, Bộ Công an, bị công an thành phố Thủ Đức bắt tạm giam về tội được quy kết là chống người thi hành công vụ. Đinh Thanh Nhàn cáo buộc Lê Chí Thành nhiều lần thực hiện hành vi cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ, sau đó phát tán lên mạng xã hội, gây tác động xấu đến an ninh trật tự. Trước nhiều câu hỏi về thân nhân bị can, động cơ và những người liên quan, ông Đinh Thanh Nhàn nói sự việc vẫn đang được điều tra. Lê Chí Thành lập kênh YouTube đăng tải các video đã nhằm trục lợi. Công an thành phố Thủ Đức đang mời những cá nhân liên quan đến người này để củng cố hồ sơ. Hơn 20 ngày trước đó, đội cảnh sát giao thông rạch chiếc chặn ô tô 4 chỗ của Lê Chí Thành, yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Để nhân dân biết rõ về hành vi của cảnh sát giao thông, Lê Chí Thành đã dùng điện thoại livestream quá trình làm việc với cảnh sát. Đây là hình ảnh Đinh Thanh Nhàn, thiếu tướng, phó giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh sát giao thông cương quyết niêm phong và tạm giữ ô tô vi phạm của Lê Chí Thành. Anh phản đối và yêu cầu của cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, với lực lượng áp đảo, cảnh sát giao thông đã đưa xe đến cầu và đưa về trụ sở. Lê Chí Thành sống tại tỉnh Bình Thuận, bị tước danh hiệu Công an Nhân dân vào tháng 7 năm ngoái. Gần đây, người này cũng đã lên mạng xã hội thực hiện công việc chống tham nhũng tiêu cực và liên tục có những video kêu gọi là giám sát cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Đây là việc được cho là đã gây ra sự căm thù của phía chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam.
và cũng cần phải xem xét lại năng lực của Nguyễn Văn Nên. Có nguồn tin cho biết hiện nay cả ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên đang nỗ lực ém quân để chuẩn bị tóm Lê Thanh Hải. Tuy nhiên, để bắt được một nhân vật gây ảnh hưởng lớn như Lê Thanh Hải là rất khó. Gần như từ cơ quan nhà nước lẫn cơ quan đảng của Thành phố Hồ Chí Minh đều có tai mắt của Lê Thanh Hải. Hồ sơ bị tẩu tán kịp thời lúc làm lực lượng công an của Bộ Công an vào thu thập sẽ rất khó. Vì vậy, việc cuộc chiến ngầm bên trong để củng cố đủ bằng chứng hiện đang giằng co rất quyết liệt. Về bề nổi, tưởng chừng như êm thấm nhưng bên trong là đang tấn công và chống đỡ. Chỉ cần bắt được một mình Lê Thanh Hải thì cả hệ thống chân rết trong nhóm lợi ích Thủ Thiêm sẽ đổ theo. Đây là gánh bạc rất lớn của Nguyễn Phú Trọng và cả Nguyễn Văn Nên. Chống tiêu cực bằng quyền lực, nó như những trận đấu sinh tử vậy. Nhiều khi ông Nguyễn Phú Trọng muốn hạ bệ được ai, muốn tống được ai vào tù thì ông ta phải xây dựng lực lượng hùng mạnh trước đó nhiều năm mới ra tay. Chính vì thế mà sai phạm của ông Lê Thanh Hải đã phơi ra trước bản dân thiên hạ từ 5 năm trước mà cho đến bây giờ ông Trọng vẫn cứ loay hoay mãi, không thể nào xoay sở để đưa ông Lê Thanh Hải vào tù. Tại các nước dân chủ, họ chống tham nhũng bằng cơ chế vận hành của bộ máy nhà nước. Tại Hàn Quốc, một công tố viên nhỏ nhoi có thể điều tra buộc tội một tổng thống đầy quyền lực. Bởi vì ở đó có sự minh bạch, có sự tư pháp độc lập, nên không một ai tham nhũng mà có thể lẩn tránh được trách nhiệm. Đây là hình ảnh Nguyễn Văn Nên. Còn tại Việt Nam thì hoàn toàn khác. Cho đến giờ, ông Nguyễn Phú Trọng dù đã nỗ lực hết sức đi nữa thì ông cũng chỉ đưa được một số ủy viên Trung ương Đảng vào tù và một ủy viên Bộ Chính trị. Còn lại những ai đứng trong hàng tứ trụ như ông Nguyễn Tân Dũng thì gần như ông Nguyễn Phú Trọng bất lực. Cũng những con người đó đã từng bắt Đinh La Thăng, cũng từng có người đó đã từng bắt Nguyễn Đức Chung và những người đó đã từng bắt Tất Thành Cang vân vân. Tuy nhiên, cũng những con người đó khi bắt tay vào để bắt Lê Thanh Hải thì gần như là họ không làm gì được. Đấy là chỉ nói đến Lê Thanh Hải, còn Hoàng Trung Hải thì gần như ông Trọng không dám mạnh tay đụng đến. Có thể nói, việc chống tham nhũng ở Việt Nam là vô cùng khó khăn. Đấy là xét đến con người nắm quyền lực trong tay rất lớn như ông Nguyễn Phú Trọng. Chứ xét ở những con người có quyền lực thấp hơn thì gần như là không thể chống được tham nhũng vì nó quá nhiều và các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ thấp đến cao ai cũng dính. Tính chất vô dụng của chính quyền hiện nay tại Việt Nam. Có điều dễ thấy là Lê Chí Thành nói đúng. Anh ta đúng trách nhiệm của công dân là dám tố cáo tiêu cực. Nếu chính quyền cho điều tra những gì anh ấy live stream tố cáo thì chính quyền sẽ được lòng dân rất lớn. Lê Thanh Hải thách thức cả Nguyễn Văn Nên và Nguyễn Phú Trọng. Đứng giữa một người hoặc một nhóm người có quyền lực mà làm sai và một cá nhân không có quyền lực nhưng làm đúng, chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chọn việc dễ hơn. Đó là bắt người không có quyền lực mà làm đúng để bịt miệng. Được biết, ngành cảnh sát giao thông khắp nơi là ổ tiêu cực. Hiện tượng mãi lộ, vòi tiền của cảnh sát giao thông là nhiệm vụ làm ăn của họ. Xin vào cảnh sát giao thông là một khoản đầu tư khổng lồ. Họ được xếp bố trí cho những vị trí ngon ăn để lấy lại vốn và mang một phần thu nhập về cống nạp cho các sếp. Nếu bắt những cảnh sát giao thông sai thì chẳng khác nào rứt dây động rừng. Vì vậy, thà họ bắt người tố cáo rồi vu cho người đã tố cáo bằng những tội danh gì đấy là xong. Và việc ông Nguyễn Văn Nên đã cử một ông phó giám đốc công an thành phố bắt một công dân làm đúng việc là Lê Thanh Hải, Lê Chí Thành, nó cho thấy tính chất vô dụng của công an thành phố này. Một thanh củi Lê Thanh Hải sờ sờ ra đó mà chẳng làm được gì, mà lại tập trung để bắt và đánh một cá nhân không có khả năng tự vệ. Có thể nói, với cách làm này, Nguyễn Văn Nên đã mất điểm khá nhiều với người dân cả nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay ngày 19 tháng 4 năm 2021 với bản tin Không gãi ngứa được Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Nên lại chút giận lên Lê Chí Thành. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.